Hello, em Việt chào anh chị một lần nữa nhé. Thì lý do kỹ thuật cho nên buổi chiều nay thì đội ngũ của em đã kiếm rất là nhiều những cái mảnh đất vườn đẹp, diện tích lớn, có nguồn thu sẵn trên đất. Nhưng mà khi kiểm tra lại video thì mất tín. Thành ra bây giờ thì em cũng xin phép là em sẽ làm tín lại các thông số, vị trí, giá bán, diện tích trên đất để gửi cho quý anh chị mình để chúng ta nắm rõ. Và trong quá trình xem thì anh chị mình hết sức thông cảm, chúng ta nghe âm thanh thôi, những cái đoạn quan trọng giá cả rồi này kia thôi. Anh chị cũng có thể bỏ qua cái khúc mà nhìn vô cái miệng em nhé. Thì cái lô đất đầu tiên, đất vườn, nhưng mà đất vườn cũng có thổ cư anh chị, nghĩa là quy hoạch của nó là quy hoạch về đất ở. Thì cái mảnh đất này, cái tổng diện tích của nó là 1,3 hectare, thì nó nằm ngay thôn 7, xã Đắc Sim, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông anh chị. Và cái mảnh đất này thì rất là đẹp anh chị. Mảnh đất này thì nó nằm gần trung tâm hành chính của xã, mặt đường lớn của anh chị, nó tiếp giáp tới 120 mét mặt đường. Cái đất thì nó bằng luôn chị, cái đất rất là bằng luôn ạ. Và trên đất hiện tại thì có sẵn là 130 gốc cây sầu riêng Thái. Cây sầu riêng ở đây thì cũng vào năm thứ năm rồi anh chị, năm thứ tư, em thấy cũng khá là lớn, thì em cũng chưa có hỏi lại chủ xác nhưng mà đã cho thu hoạch rồi 130 gốc sầu riêng Thái. Nếu mà sầu riêng Thái mà từ năm thứ tám, nếu mà cái giá tầm khoảng 45 đến 50 ngàn anh chị, và được điều như vậy. Nhưng mà em nghĩ bây giờ Trung Quốc người ta đã chấp nhận con đường nhập khẩu chính ngạch, có nghĩa trước giờ chúng ta chỉ đi tiểu ngạch thôi, mình đi sầu riêng theo dạng là người dân buôn, họ về họ gom rồi họ đi qua các cửa khẩu phía Bắc là Lạng Sơn rồi đó. Thì bây giờ Trung Quốc người ta sẽ nhập chính hãng chính ngạch luôn, đóng thuế đầy đủ, nhưng mà chúng ta phải đảm bảo được cái chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm, thì cái giá nó chắc chắn sẽ được cái mức giá này, và thậm chí nó còn tăng hơn nữa nếu chúng ta đáp ứng đủ cái điều kiện của phía bên họ. Thì nếu một cái vườn như vậy mà khoảng tầm 130 gốc trở lên vào năm thứ 8 sinh trưởng tốt, tại vì thực sự ra sầu riêng thì trồng cũng đỡ vất vả hơn là tiêu và cà phê của chị. Thì sầu riêng chủ yếu là chúng ta ngâm phân rồi ủ nước, rồi chúng ta có cái hệ thống tưới bếp gọi là tưới tự động anh chị, điều khiển trên điện thoại máy tính luôn, tới giờ bấm là tưới thôi là được rồi. Em thì cũng không chuyên về làm nông mà em nghe một số quý bà con cô chú làm nông thì chia sẻ là như vậy. Thì 130 gốc này thì từ năm thứ 8 trở đi thì một năm có thể cho chúng ta lợi nhuận là từ 1,2 tới 1,4 tỷ, với điều kiện là giá được tầm từ 40-50 nghìn, và cái tiền công tiền vốn bỏ ra cho cây sầu riêng thì khoảng tầm 200 triệu thôi anh chị. Còn đối với cà phê thì chúng ta bỏ ra một nửa tiền công, tiền phân để chăm sóc, và tiêu thì giờ nó rẻ quá thì em không nói tiêu. Tuy nhiên trên cái vườn này thì có 1.000 gốc tiêu anh chị, 1.000 gốc tiêu rất là tốt, cộng với lại là 200 cây câu. Và biết có những thời điểm câu nó sốt anh chị, 90.000 một ký là thương lái tới tới vườn để hái luôn. Em cũng biết là cái người ta mua câu nhiều để làm gì mà cao như vậy đó. Thì 200 cây câu anh chị ha. Nhưng mà thấy thì đất mình đối diện là một cái bờ hồ rất là đẹp. Đây là cái huyện mà nó chống gió anh chị, nó đỡ gió, nó đỡ gió. Thì cái mặt đường này thì nó kéo dài, nó kéo dài 120 mét cái chất mặt đường luôn, và tổng diện tích là 1,3 hectare. Và cái nguồn thu hàng năm từ cái mảnh đất này thì chủ cũng nói là khoảng trên 1 tỷ, nhưng mà em nhìn thì em thấy là tầm trên 1 tỷ cho cái mảnh đất này, đặc biệt nhất là sầu riêng cái gì ha. Sầu riêng là cái chính nhất trên mảnh đất này. Và cái giá của cái mảnh đất này thì chủ đang rao bán là 5,6 tỷ, là mình chưa thương lượng cho 1,3 hectare. Đây là bức vườn, một cái mảnh đất vườn mà có nguồn thu đặc trưng của chị. Ở đất vườn thì cũng ngay cái đường bê tông 4 mét rất là lớn. Đất vườn thì cũng có quy hoạch lên được đất thổ cư, và nó nằm gần cái trung tâm hành chính của ban xã.
Từ ngay khu vực đất này thì mình đi ra thì khoảng tầm chưa tới 10 phút đi xe máy thôi anh chị. Mát mẻ, khu vực tránh gió, tốt cho làm nông nghiệp. Rất là nhiều nguồn thu anh chị ha. Còn chúng ta biết nguồn thu thực tế ra như thế nào nữa, từ câu là bao nhiêu, từ tiêu là bao nhiêu, từ sầu riêng là bao nhiêu, thì anh chị mình chúng ta inbox vào fanpage hay là website cũng giống như là số điện thoại có ở dưới đường mô tả của anh chị ha, để chúng ta biết thêm. Đây là mảnh đất vườn đầu tiên, là 1,3 hecta, 130 m tiếp giáp mặt đường, nằm tại thôn 7, xã Đắc Sinh, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông, với giá chủ chào bán là 5,6 tỷ chưa thương lượng và tầm khoảng 1 tỷ anh chị. 1 tỷ từ cà phê, từ 1.000 gốc tiêu, từ 130 cây sầu riêng Thái đã thu hoạch và từ 200 cây câu anh chị ha. Có thể chúng ta nhìn thì chúng ta có thể là thấy là giá mắc đúng không ạ? Mắc, ví dụ tại vì chúng ta thường hay xem là đất 1 hect mà 300 triệu, và có anh chị ở khu vực Rông Nô, nó cách xa so với huyện Đắk Lắk gấp đôi, từ thành phố Hồ Chí Minh lên tới đó thì nó cũng gần làm gần 400 cây của anh chị, có nghĩa là nó gấp đôi từ Sài Gòn lên tới huyện Đắk Lắk này. Thì tất nhiên trên đó thì đất thì nó cũng không có được tốt, hầu như không được tốt cho các loại cây nông nghiệp và ăn trái giống như là huyện Đắk Lắk đâu, vì nó là khu vực núi lửa của anh chị. Em có một hành trình đi lên trên đó thì thật sự chị hai bên đường chị thấy người ta đa phần trồng bắp là nhiều, và trước giờ chúng ta nói tới sầu riêng hay là nông sản thì nếu mà về Đắk Nông thì chúng ta biết thì chúng ta sẽ nói nhiều tới huyện Đắk Lắk, huyện Đắk Lắk, tại vì cái thổ nhưỡng nó tốt á, cho nên cái mức giá nó định hình chung là nó cũng cao, và người ta thì làm vườn ở đây thì người ta cũng có cuộc sống rất là tốt anh chị ha. Thì người ta tính cái giá là người ta tính cái giá trên trên thu hoạch ở trên đất anh chị, không phải là giá đất không, đất thì cũng đẹp nhưng mà cái giá trị mà hàng năm mà trên đất mang lại anh chị, thì đó người ta tính cái giá đó. Rồi giờ quý anh chị mình theo em việc tới một mảnh đất tiếp theo nha.